Sáng ngày 31 tháng 10, báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho 6 sinh viên xuất sắc nhất trong năm học 2022-2023 vừa qua, đang theo học tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, với tổng giá trị học bổng là 200 triệu đồng. Đến tham dự có các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu, nguyên giám đốc Sở Y tế, nguyên chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng, cùng đại diện các trường đại học và đại diện doanh nghiệp đóng góp cho quỹ là ông Đỗ Đoàn Tấn, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trinity Việt Nam. Về phía báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị thường trực Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng có bà Bùi Thị Hồng Sương, phó tổng biên tập, phó chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng. Chia sẻ tâm huyết, niềm tin vào ý nghĩa cao đẹp và hoạt động thiết thực của Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng, bà Bùi Thị Hồng Sương cho biết, qua 25 năm hoạt động, đến nay, quỹ đã chứng minh được sức lan tỏa, ý nghĩa xã hội to lớn đối với cộng đồng. Đến nay đã có trên 1.900 lượt sinh viên, bác sĩ, nữ hộ sinh thôn bản được hỗ trợ với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Hàng ngàn bác sĩ đã thực hiện được ước mơ khoác áo blue trắng, chữa bệnh cứu người từ sự trợ giúp này. Nhận được học bổng 50 triệu đồng, em Nguyễn Văn Tú, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm xúc động và biết ơn. Em cho biết, quỹ học bổng đã trao cho em cơ hội lớn. Đây là món quà thật cao quý và ý nghĩa, là ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm hy vọng để em thực hiện ước mơ blue trắng của mình. Cùng chung niềm hân hoan, các em sinh viên khi nhận được học bổng Nguyễn Văn Hưởng hứa sẽ cố gắng phát huy hết khả năng, tập trung học tập tốt, trở thành những bác sĩ giỏi, cống hiến cho ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện làm ra những cái hàm răng giả. Đây cũng là lần đầu tiên em nhận được học bổng, thì em cảm thấy rất là vui. Ngành của em thì nhu cầu về vật tư với lại dụng cụ cũng khá là nhiều, mọi chi phí nó đều cao hết. Thì em nghĩ là học bổng này sẽ hỗ trợ cho em rất là nhiều luôn. Rất là nhiều trong việc em mua những cái vật liệu đó để em có thể làm cho bệnh nhân của mình trong tương lai. Trước đây em cũng có nghe tới học bổng Nguyễn Văn Hưởng rồi, nhưng mà em không có nghĩ tới là mình sẽ có thể đạt được cái học bổng này, nên là khi mà nghe tin là mình nhận được học bổng thì em khá là bất ngờ. Hiện tại thì em vừa mới tốt nghiệp nên là em đang suy nghĩ về việc học lên á. Tuy nhiên mà cái chi phí học tập thì nó không phải là thấp, nên là khi mà nhận được học bổng này thì nó giống như là một cái động lực với một sự giúp đỡ để em có thể mà dùng vào công việc học tập tiếp theo của mình. Khi mà nhận được học bổng này á, nó như là một cái bảo chứng cho cái sự cố gắng trong thời gian vừa qua, đồng thời là nó cũng là động lực cho em trong cái giai đoạn tiếp tới để có thể tiếp tục cái ước mơ khoác lên mình cái chiếc áo blue trắng. Và em cũng hy vọng là trong tương lai thì em có thể giữ được cái sự cố gắng bền bỉ kiên trì này để có thể tiếp tục và gặt hái được nhiều thành công để có thể trở thành một bác sĩ vững chuyên môn, giàu y đức và là một công dân tốt cho xã hội. Ngoài các suất học bổng bảo trợ sinh viên khó khăn, qua sự kết nối của bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu, chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, được sự đồng thuận ủng hộ của công ty trách nhiệm hữu hạn Trinity Việt Nam, từ năm 2023, quỹ sẽ có 200 triệu đồng mỗi năm dành khen thưởng sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc cuối mỗi năm học của hai trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Học bổng này do công ty trách nhiệm hữu hạn Trinity Việt Nam tài trợ trong ít nhất 5 năm liên tục. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản lý Quỹ đã thống nhất sinh viên được xét trao học bổng xem như được bảo trợ suốt 6 năm với điều kiện cuối mỗi năm học, các em đáp ứng yêu cầu học lực tốt, rèn luyện chuyên cần và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Sự chăm lo mang tính tập trung này thể hiện mong muốn của Hội đồng Quản lý, của báo Sài Gòn Giải Phóng, rằng tấm lòng, sự đóng góp của các mạnh thường quân sẽ là điểm tựa, là động lực để các em vượt qua khó khăn, học hành thành tài, góp sức mình vào sự phát triển của nền y tế nước nhà.